Hello anh em, tôi là Tuấn Cơm, rất vui được gặp lại anh em. Mẹ hôm nay tôi cày bọn gấu tơ vãi đái anh em ạ. Toàn là bị mất cái top 1 đang làm content ấy, mất top 1 cho bọn gấu tơ thôi. Thế là coi như là mất toi clip. Cày thật sự đấy. Hôm nay là còn xem một cái thống kê. Cái thống kê ở trên trang auto chat ấy. Thống kê kiểu đéo gì mà toàn chơi thấy chơi gấu tơ thôi. 40% pick rate gấu tơ. Dã man. 40% pick rate có nghĩa là như nào? 40% pick rate có nghĩa là 40% người chơi là sẽ chọn Greeter để chơi. Thế lại thế nhưng mà tôi nhìn vào cái win rate thì thôi rồi. Anh em biết bao nhiêu phần trăm không? Bao nhiêu phần trăm win rate không? À, nó không ghi là phần trăm mà nó ghi là hạng trung bình 4,2 ạ. Dã man. Có rất nhiều ông chơi Greeter nhưng mà không biết chơi nhưng mà vẫn cắm đầu cắm cổ vào chơi. Đấy, xong rồi thằng nào xanh thì thằng ấy được rồi. Thằng nào xanh nhất thì thằng ấy được rồi. Chơi Greeter ốc ba biết các thứ. Tôi cáu là cái bọn Greeter nó nhiều quá. Làm cho mình coi như là làm clip nó cũng khó. Tôi cày thật nên là trận này xin phép anh em là có hứa là sẽ chơi chơi 4 week nhưng mà riêng trận này là tôi phải làm một trận để tri ân cái bọn Greeter mới được. Cay thật đấy. Trận nào cũng 3-4 ông Greeter. Cay anh em ạ, cay lắm. Tôi nghĩ là anh em cũng sẽ như tôi rồi. Anh em cứ vào game xong rồi bị gặp bọn Greeter, cái round nó đẩy cho 20-30 máu thì ui rồi, anh em lại chả chửi ác luôn. Anh em làm gì có anh em nào chịu được. Phẫn nộ luôn đi chứ. Tôi nghĩ là như thế. Tôi phẫn nộ tôi chửi nhiều rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh em ạ. Cái bộ này chính là cái bộ mà tôi làm clip để cho anh em chơi mà. Thế là lỗi có phải là do tôi không? Liệu rằng lỗi có phải là do tôi không? Dạ man, khi mà đánh giá luôn là đưa ra những cái đánh giá tốt về cái bộ Greeter, khuyên anh em là lên chơi xong bây giờ lại chửi. Bây giờ thế là thế nào? Mà nói thật là mình lúc mà mình chơi Greeter thì người khác người ta cũng chửi mình đấy. Mình cũng chơi Greeter xong rồi mình cũng sang nhà người khác đẩy người khác thì ai có nói gì mà không, chắc là cũng nói đấy. Tôi cũng gặp trường hợp thế rồi anh em ạ. Tôi biết tôi cũng bị chửi, thế là thôi bây giờ thôi cài dần đi, cài dần vừa. Ốc này, ui ra cả Skull Hunter, ra cả ốc này, ra cả cung này. Greeter không thôi. Greeter là gì? thôi anh em nhá, bảo cay là cay, cay là có nghĩa là cay. Chứ cay có nghĩa là chơi thì còn nói gì là cay. Thế thì cay gì? Rồi trận này nói chung là xác định là counter Greeter. Không nói nhiều. Để cho các anh em vào mà gặp cái thằng Greeter nào thì anh em cứ chơi cái bộ mà counter vào Greeter. Đấy, chơi cái bộ nào mà counter vào Greeter để cho đấm bọn Greeter cho sướng anh em nhá. Cay. Nhưng mà tôi nói luôn là có một cái bộ này mà chắc chắn là sẽ có counter được Greeter. Là cái bộ Goblin nếu mà anh em xanh. Đấy, anh em chơi Goblin thì anh em chắc chắn là counter được. Đấy, nhưng mà chơi Goblin như nào thì tôi lại cũng không biết. Đấy không phải bộ thông thạo 10 của tôi anh em ạ. Anh em có thể tham khảo những cái người mà chơi hay bộ Goblin nhá. Tôi không biết chơi Goblin, tôi chơi cái bộ khác được không? Ok. À đây rồi, Hunter đầu game rồi. Được đấy. Ảo ảnh phẫn nộ có chơi không? Thực ra nếu mà chơi ảo ảnh phẫn nộ xong chuyển dần sang Hunter thì Exorcist thì nó lại thường quá. Mà đâu có phải là ăn được đâu. Cái bộ Hunter kết hợp với cả Exorcist xong rồi chuyển sang Exorcist kết hợp với cả 4 Wick thì nói chung là nó cũng 50-50 với cả bọn Greeter thôi anh em ạ. 50-50 thôi. Bây giờ con cung đen thì có thể tôi để đổi ý được. Đổi ý chơi cái bộ đó. Còn không thì cứ từ từ đã anh em. Counter Greeter thì nó cũng có nhiều bộ mà. Để xem mà chơi cái bộ gì cho nó ngon nghẻ. Bài này ngon nhất là cái bộ gì đấy? Trận này không có con Dark Spirit. Không có Dark Spirit cũng như là không có Ca Long à? Không có Ca Long. Glacio Demon.
Có 7, có Lancer, Glacier Demon không? Glacier Demon cũng được nhá. Nhưng mà từ từ đã. Để xem là đồ đạc nó cho như thế nào anh em ạ. Ghép cái Blink. Đấy, bây giờ ghép cái Blink. Ghép cái Blink để cái thực hiện cái chuỗi combo là Swap, sau đó thì cung tên tên thỏ bắn vào. Đấy anh em thấy không? Rất hiệu quả nhá. Hai con này nó kết hợp với nhau. Thỏ với cả cái con ảo ảnh phẫn nộ mà nó Swap đầu game ấy. Cái combo rất hay. Phải nói là rất hay đấy. Nhưng mà thôi, sau này chắc thua. Về căn bản là sẽ thua thôi. Toàn một sao. Chúng ta cần con thỏ hoặc là cái con kia nó lên 2 sao. Ui mẹ, con gót lên 2 sao ạ. Con gót lên 2 sao chơi gót à? Vãi đái thật. Thôi được. Ui tôi không định chơi gót. Tôi có định chơi gót đâu. Chả qua nghĩ là bây giờ cái đội hình nó yếu thì mua con gót vào để giữ máu thôi mà. Ai ngờ nó lại lên được 2. Thì cái con này lên được 2 thì nó lại cũng tác dụng đấy nhá. Tăng cơ khỏe phết đấy. Chói có khả năng chói tay một vài con. Hai con, chói tay hai con rồi đó, Hunter bắn thôi thì cũng được, thì cũng tận dụng được đầu game thì cũng mạnh. Đây ví dụ bọn này, bọn Assassin này mà bị chói thì cũng là căng này. Đấy, ui được quá nhờ. Chơi được đấy, con này 2 tiền mà. 2 tiền thì nó cũng sẽ hơn những cái con 1 tiền. Về khả năng, mặc dù nó đấm tay nó yếu nhưng mà nó lại có khả năng chói rất hay. Được quá nhờ. Được cái này anh em này. Được này. Khỏe chứ là khỏe luôn. Ui giời. Hay quá nhờ. Đây là chơi gót. Đây rồi, súng này. Gót cũng được. Gót cũng được, gót cũng counter được Glitter. Cái bọn Glitter mày cứ đợi đấy. Bọn mày cứ đợi đấy. Gót đỏ trận này không có Dark Spirit là một cái cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn cái bộ gót đỏ. Tuy nhiên là trận này không có rớt. Không có ca lông thì chỉ 8 điểm thôi, trừ 2 điểm nhá anh em nhá. Bình thường có rớt, có ca lông, có khan, có Omen thì nó là 10 điểm đấy. Là 10 điểm gót đỏ, nhưng mà trận này thì không trận này thì không có rớt. Không có rớt và cũng như là chúng ta sẽ không có con ca lông, thì tính là cũng chỉ khoảng 8 điểm thôi. 8 điểm chơi gót đỏ thì cũng được. Điểm đấy là ổn rồi, ổn áp để chơi rồi. Thôi được rồi, chốt gót đỏ luôn. Trận này chốt gót đỏ để anh em xem là bọn nó cứ chơi Glitter đi. Tôi chơi gót đỏ, xem gót đỏ đấm Glitter như con luôn đây này. Nếu mà anh em theo dõi những cái clip trước của tôi ấy, những cái clip đầu meta này, khi mà sau khi update thì tôi có đưa ra những cái nhận định về update ấy, thì tôi cũng nhắc đến cái bộ gót đỏ trong 3 cái bộ mà có thể chơi được ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, thì anh em có thể lựa chọn cái lineup này nha anh em nhá. Lineup gót đỏ cũng được. Trong trường hợp mà trận đấu không có đát thì anh em có thể lựa chọn gót đỏ. Còn trong những cái trường hợp ấy mà có đát ấy, có đát Spirit nhá, có đát Spirit thì anh em vẫn có thể chơi được gót đỏ. Trong trường hợp là trong bộ truyền thuyết có cả con Khan, cả con Kalong, cả con God Thunder, cả con Zerg nữa, thì là anh em sẽ có thể Omen nữa nhá. Tức là sẽ có đủ là con thứ nhất này là con Kalong mà chắc chắn là phải có. Đấy, Kalong có là cái cơ sở chơi God đỏ là rất mạnh. Thứ hai, con thứ hai là con Omen ở trong bộ 5 tiền trong bộ đỏ là phải có. Con thứ ba là con rớt 5 tiền trong bộ gót. Con thứ tư là con khan 5 tiền trong bộ gót. Đó, có đủ 5 cái con đó thì anh em có cái con Dark Spirit ở trong cái truyền thuyết thì anh em vẫn thoải mái chơi luôn. Anh em thoải mái chơi ổn áp cái bộ đỏ mà không sợ Dark Spirit cho lắm. Đấy. Nhưng mà phải có nhá, phải có đủ 4 con. 4 con rớt Omen, khan, Kalong. Rớt Omen, khan, Kalong. Ok chưa? Thế là ổn. Còn trận này thì mặc dù là không có đát nhưng mà cũng không có ca lông, không có ca lông. Không có ca lông, không có rớt thì nó cũng không phải là mắc binh. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chơi được. Rồi. Xem nào.
Đồ trận này thì chắc sẽ không lấy cho con Kalong đâu. Ba tia các thứ thôi. Ok. Xung kích luôn nhỉ. Đấy, xung kích luôn anh em ạ. Trận này là chắc chắn là sẽ không có ba tia cho Kalong rồi. Lấy xung kích cho thỏ. Ok. Bây giờ tôi đang tận dụng con mèo. Giờ vẫn đang chưa có bộ gót anh em ạ. Thôi, thực ra tôi chỉ cần hai gót thôi là cho súng với cả thỏ gọi là sông kiếm bốc bích cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà chưa có, chúng ta phải đợi một chút. Trong lúc đợi kẹp thêm con thỏ vào, à kẹp thêm con mèo vào để kiếm thêm được một quân cờ coi như là level 7 đi. Ok. Rồi. Xem nào. Khỏe không? Ui, cái con cây vẫn sống kìa. Ui ui, họa rồi. Còn mẹ con cây còn một máu, xong rồi nó lé sang một bên ạ. Không bớ vào kìa, có ăn được không? Ê súng ơi. Thôi chết rồi, nó đẻ thêm kìa. Đùa. Thật là như thế. Ui được, 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 được. Nhưng mà chắc là vẫn thua. Mà thôi thua ít máu, thôi ít máu, thôi ít máu, thôi ít máu bạn ơi. Ui, ui được nhờ. Ui ui, súng, đúng súng. Đúng là cái kèo kinh quá nhờ. Súng Blink xong rồi nhắm thẳng một cái con nhiều máu bắn luôn. Được quá nhờ. Bốn đỏ. Ok. Rồi, bốn đỏ là ổn. Bốn đỏ ổn đấy. Up 7. Cho thêm cái con Shutdown Evil vào. Con này thì nó lại gây đam, nó lại thế giới luôn anh em ạ. Tí nữa thì cho Shutdown Evil làm co. Tầm này dồn đồ cho Shutdown Evil là cũng gây đam to lắm nhá. Anh em có thể xem những cái clip trước của tôi làm về cái bộ kết hợp con này với bộ Demon, bộ 4 Wick cũng rất khỏe. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà nó không có ở trong cái bộ 4 Wick thì nó chỉ bắn ra được cái giới hạn tia, nó là 9 tia ở level 2 thôi, chứ nó không được cộng thêm các cái tia. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em có thể làm một cái bộ mà 12 con kết hợp với 4 Wick và dồn đồ cho cái con Shutdown Evil làm co ấy, thì xùi ôi anh em biết trưởng kinh lắm, 21 tia luôn, cộng 12 anh em ạ. Anh em nhớ không? Anh em nhớ clip trước của tôi không? Cộng 12, 12 tia nữa là thành 21 tia. Cửu âm nhị thập nhất trưởng nhá. Anh em đã xem cái clip rồi chưa? Ôi ôi, nó tung trưởng một phát coi như là dọn sạch bản đồ luôn, dọn sạch cái bàn cờ luôn anh em ạ. Mẹ dã man. Bắn ra 21 tia, mỗi tia đấy nó có giá trị là bao nhiêu đam? 250 đam. 21 tia bắn ra anh em ạ. Thằng nào mà nó đứng gần nó lĩnh cho khoảng dính khoảng độ 6 tia thôi là đã coi như là có thể lên bảng điểm số rồi. Đúng rồi. Tập 200. Anh em có thể tìm tập 200 nha anh em nhá. Số 200 auto chat, auto chat mobile của tôi trên kênh của tôi. 4 wick, 6 warlock dồn đồ cho Shutdown Evil tung trưởng. Wow. Rất kinh khủng đấy nhá. Anh em có thể xem và cảm nhận. Rồi chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Đang có chuỗi anh em ạ. Nếu hiểu sao trận hạo thì có chuỗi. Ảo thật sự. Đầu game ảo thật. Trong những cái lúc mà tôi yếu ấy, tôi có ý định là chơi chơi thua ấy, tự nhiên bài nó lại ra. Bởi vì nó có một cái này mà tôi quên, tôi chưa chia sẻ ở đầu meta. Mà có người cũng chưa biết đâu nhá. Cái này nó quan trọng lắm, đấy là cơ chế game anh em ạ. Tại sao, lý do tại sao mà tôi nó hay lên được 2 sao là như này này. Tôi thường có cái ý đầu game ấy là tôi có một cái thói quen, một cái sở thích ấy, ý thích của tôi. Một cái sở thích, đấy là tôi hay tích cờ, ở dưới. Tôi mua rất nhiều. Và cái sở thích đấy nó lại rất phù hợp với cái meta này. Bây giờ ấy, có một cái cơ chế là như này anh em ạ. Có một cái cơ chế là khi mà đầu game ấy, anh em trong một cái round nhá, nó hiện lên ở trong cái bảng, nó hiện lên ở trong kho ấy, mà anh em không mua thì 2 round sau nha anh em nhá. À không phải 2 round, 3 round. Cụ thể là 3 round sau thì cái con đấy nó sẽ không hiện lên nữa. Anh em hiểu không?
tôi lấy ví dụ nhá, ví dụ cụ thể là cái con súng ấy, cái con súng mà anh em không mua anh em bỏ qua ấy, thì tới 3 round sau thì nó mới hiện lại cái con súng cơ anh em ạ. Đấy, cái lý do đấy nên là khi mà tôi chơi ấy là tôi thường là tôi mua rất nhiều, tôi để ở phía dưới, tôi mua rất nhiều tôi để ở phía dưới. Nó có những cái mặt lợi mặt hại riêng anh em ạ. Ví dụ tôi phân tích một chút nhá, là cái cơ chế đấy thì nó có một cái hay là như nào. Là khi chúng ta mà xác định form được đội hình sớm ấy, chúng ta xác định form đội hình sớm thì chúng ta chỉ mua những cái con mà chúng ta cần thôi ấy, thì nó sẽ cứ ra thôi, nó sẽ cứ ra những cái con mà chúng ta cần, và những cái con không mua thì cứ 3 round thì nó mới ra một lần cơ. Đấy, thế chính vì thế là chúng ta dễ form được cái đội hình mà chúng ta cần hơn. Đấy, nhưng mà có một cái không tốt là chúng ta sẽ phải ôm rất nhiều. Chúng ta sẽ ôm rất nhiều trong cái trường hợp mà chúng nó chưa định hình được cái lineup. Tức là đầu game nó chưa định hình, nó chưa rõ ràng ấy, là chúng ta ôm nhiều. Và khi ôm nhiều ấy thì dẫn tới là chúng ta bị thọt tiền. Đấy, vì chúng ta không biết là cái round sau nó sẽ ra con gì. Đấy, chúng ta cứ ôm thôi, ôm để cho nó lên 2 sao thôi mà. Đấy, thì xác định là ra mấy con xong phải coi như là mua để xem là nó chiều hướng nó ra như nào thì chúng ta mới xác định được, thì cái đấy nó sẽ làm cho chúng ta thọt tiền vào đầu game. Nhưng mà bù lại nếu mà chúng ta xác định được sớm thì nó lại rất là ok. Đấy, tuy nhiên là có một cái lưu ý này này mà nó quan trọng nhá, cái này là anh em phải ghi nhớ này. Là tôi lấy ví dụ như là anh em chơi Goblin, anh em hoặc là anh em có ý định là chơi mất từ đầu ấy, ba mất từ đầu ấy, đây rồi, có gót đây rồi, có gót rồi anh em ạ. Ok, có gót lên 8, lên 8 cho 2 gót vào. Tôi lấy ví dụ này là khi mà anh em có ý định chơi để lấy được những cái công nghệ mất từ đầu ấy, mà cái round đầu nhá nó ra cái con Heaven Bomber đúng không, và nó ra thêm cả Skybreaker, thì rõ ràng là cái việc là nó ra ở cái round đầu ấy thì bắt buộc anh em phải lock lại. Còn nếu anh em xác định nhá, kể cả nó ra hai con thôi, nó ra hai con, nó chỉ ra hai con thôi nhá, chứ nó không có ra là một cặp nhá anh em nhá. Và tôi chỉ lấy ví dụ là nó ra hai con ở cái round đầu tiên ấy, mà anh em, tức là anh em quá đen, bởi vì là thế này, nếu anh em không lock lại và mua cả hai con ấy, anh em bỏ đi, tôi ví dụ là anh em bỏ con Heaven Bomber, anh em chỉ mua Skybreaker nhá, thì cái con Heaven Bomber ba round tiếp theo tức là đến round 4 nó mới ra thêm một con nữa cơ anh em ạ, nó mới quay trở lại chứ không phải ra thêm con nữa, mà là anh em chưa mua, và lúc đấy là đến tận round thứ 4 anh em mới được cái con đấy nó quay trở lại. Đấy, anh em thấy cơ chế không? Chính vì thế đấy là nếu mà anh em xác định ở chơi mất ấy, anh em nó ra round đầu anh em sẽ phải mua cả hai con luôn. Đó, anh em thấy không? Đấy, khi anh em mua thì cái round sau nó có cái cơ hội nó ra tiếp. Còn những cái con mà anh em không mua á, nó sẽ không ra ở những cái round tiếp theo. Đó. Thế nên là nếu mà xác định chơi mất từ đầu để có chuỗi thắng ấy, lấy chuỗi thắng lấy công nghệ mất, thì anh em chắc chắn anh em phải mua những cái con mất từ đầu rồi và mua luôn. Đấy, tôi ví dụ như cái round này nhá. Được rồi, tôi sẽ thử cho anh em xem. Này, tôi thử này. Bây giờ tôi mua cái con Doctor, tôi không mua con cây nhá. Có con cây tôi không mua. 3 round nữa sẽ không có con cây. Và 3 round nữa thì có thể sẽ có cơ hội là ra thêm một con Doctor nữa. Đấy, anh em tin không? Bây giờ round 17 đúng không? Cho đến round thứ 21 là sẽ không có một cái con cây nào nữa. Sẽ không ra thêm bất cứ con cây nữa, bởi vì tôi đã bỏ qua, tôi không mua con cây này. Nhá anh em nhá, anh em thử này. Bây giờ anh em cứ để ý xem nhá. Để anh em biết được là chúng ta nắm được một cái này là chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta mua bài cho nó cẩn thận. Đấy, cho nó chính xác nhá anh em nhá. Ui thật chết mẹ, mất chuỗi rồi. Gặp thằng này lướt kinh quá nhở. Ây à, đau đau. Âu ui, mất chuỗi round 17 cay đấy nhở. Ôm hơi nhiều tiền. Đấy nhá, chưa ra con cây nhá. Round, đây là chúng ta lên round 18 rồi và chưa ra con cây. Đấy, đến round 21 là không có cây đâu anh em ạ. Thấy chưa? Đấy, đến thế nên là anh em chú ý cho tôi là anh em ra được một cái con, cái này nó này quan trọng này. Ví dụ như anh em ra được cái con co 4 tiền ấy, như những cái con quan trọng như con Doom hay con cáo ấy. Đấy, hoặc anh em ra co 5 tiền, ví dụ như là anh em ra con bom hay con máy bay hay là con đát mà anh em lại không chơi ấy, là chắc chắn là còn rất lâu nữa nó mới ra nhá anh em nhá. 3 round mới ra cơ. Đấy, nó là cái cơ chế mới của game đấy. Cơ chế mới của game đấy anh em ạ. Rồi. Đấy nhá, bây giờ anh em để ý cho tôi là đến round 21 thì nó vẫn sẽ có cơ hội là ra cái con Doctor, nhưng mà nó không có cái cơ hội ra con cây. Rồi ok.
Để chúng ta xem. Ui, tôi vẫn còn mạnh lắm anh em ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà vẫn còn mạnh lắm. Chả qua gặp cái thằng người nước hơi to, mất chuỗi. Đấy. Ôi, có heo này. Ơ, có heo thì có chơi đấy không? Chơi gót đỏ hay là chơi ở đây? Chuyện này thì gót đỏ cũng được, nhưng mà tôi đang có ý định xây dựng một cái bộ khác. Tôi cũng chưa nói trước là gót đỏ đâu. Tôi chưa nói trước gót đỏ. Mà bây giờ là bỏ Hunter đi à? Chuyển sang gót luôn, gót súng à? Bởi vì về căn bản là cái con heo này thì chắc chắn là phải lấy rồi, không thể là không lấy được. Con heo là một cái con mà bây giờ nếu mà tôi không lấy là ba rào nữa là nó mới ra. Đấy, tôi cũng sao nói luôn nhá, ba rào nữa nó mới ra lại con heo cơ. Nên là chúng ta ra được cái con co như thế này là chúng ta phải múc luôn. Anh em ơi, đừng có gọi là chần chờ, không là mất đấy. Tầm này là ra là cũng phải xác định luôn là chơi gì rồi. Có khi là gót đỏ thật đấy anh em ạ. Có khi là xác định là gót đỏ thật luôn. Chắc là gót đỏ. Tôi nghĩ là gót đỏ. Tầm này mua heo là chuẩn rồi. Đấy chưa anh em thấy chưa ra cây nhá. Chưa ra cây mà tôi chắc chắn là đến round 21 mới ra. Sau round 21 mới ra. Chắc chắn luôn đấy. Đấy, còn ví dụ như cái con heo này thì có thể tôi mua là nó sẽ ra được. Ở round thứ 18 là một con heo đúng không? Thì nó sẽ vẫn ra được. Chứ không có chuyện là nó không có con heo ra tiếp theo nữa. Nhưng mà con cây thì là nó phải 3 round. Nó phải sang round thứ 4 mình mới có được. Đấy. Rồi. Còn cái con doctor này nó tôi mua là cùng với round cây đúng không? Tôi không mua con cây mà tôi mua con doctor thì đến round 20 nó cũng đeo có. Lạ thật. Thì đương nhiên đấy nó là phần trăm cơ hội ra. Đấy, nhưng mà còn con cây thì chắc chắn là nó không ra nhá anh em nhá. Đến round 21 là nó không ra, còn cái con doctor này đến round 21 nó vẫn có thể ra. Đấy. Đến round 21 nó vẫn có thể ra. Từ round 17 mà đúng không? 3 round không ra đến round 21. Rồi. Round 17 này, 18, 19, 20 là 3 round. 18, 19, 20 là 3 round. Đến round 21 là mới ra. Đấy vẫn đéo ra. Nhưng mà thôi anh em cứ để ý nhá. Đấy. Cái con đấy là nó đen nó đéo ra thôi, chứ không phải là do cơ chế. Nhưng mà cái con cây nó là cơ chế đấy, nó không ra đâu anh em ạ. Mình không mua là nó không ra. Rồi. Rồi cho con này vào thôi. Lên 9. Co đấy. Rồi ok. Chúng ta có con sắt đao đi vô làm co. Nhưng mà con này nó co nó chỉ là gọi là tung trưởng nhiều lần, chứ trưởng thì nó không mạnh được bằng trong bộ quick đó. Nó sẽ không mạnh bằng con trong bộ quick đó. Đấy, tung nó chỉ bắn được có 9 tia thôi. Nó bắn ra 9 cái tia ra thôi, chứ nó không bắn ra nhiều những cái tia như cái bọn kết hợp với cả demon. Tuy nhiên là bắn liên tục. Bắn liên tục thì cũng khỏe anh em ạ. Cũng rất khỏe. Đấy anh em thấy. Đấy chính xác chưa? Nếu tôi mua con heo thì nó sẽ ra. Nó sẽ ra rất sớm. Đấy tôi không mua cái gì thì nó sẽ không ra. God of War này. God of War có mua không? Chơi God of War. God of War thì sẽ phải lên 10. Lên 10 cho vào. Bây giờ chơi 6 đỏ là đương nhiên rồi. Chơi 6 đỏ là đương nhiên. God of War lên 10 cho vào. Thực ra trận này lên 10 thì cho Khan vào thôi, chứ còn không cho God of War. God of War lên 2 sao thì thay cho con ấy vậy. Thay cho con God of Light. Đấy, anh em cứ chú ý nhá. Anh em cứ chú ý cho tôi cơ chế của game, cơ chế mới để chúng ta có thể lựa chọn bài cho nó phù hợp. Và chắc chắn là nếu mà anh em không mua ấy là anh em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Đấy, nên là cái giai đoạn mà nó ra ví dụ một round nhá, mà nó ra ở trong cái round ví dụ đi, tôi ví dụ round 22 đi, nó ra cho tôi một lúc hai con đi, hai con mà nó là hai con chúng ta còn đang phân vân không biết là chơi bộ gì ấy. Ví dụ như là nó ra con cáo để chúng ta chơi insect này. Ui nó đẩy nhiều thế nhở, bọn này khỏe thế. Ui lai kẹp cây ạ. Mẹ chơi mất dậy thật đấy. Ôi đau đấy. Đây là ví dụ như tôi nó ra con Velo mấy con cáo rồi này. Nhiều khi là chúng ta xác định là chúng ta lại chơi insect các thứ đấy. Insect các thứ mà chúng ta lại không ôm, chúng ta không mua là chắc chắn là nó sẽ không ra tiếp đâu. Đấy. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không ôm là chúng ta khẳng định là chúng ta sẽ không chơi. Thì nó cũng là ổn, nó sẽ giúp cho anh em có một sự quyết đoán hơn trong cái trận đấu.
Đây này, tôi ví dụ, đây bây giờ round này tôi ví dụ luôn nhá. Cái round này là round thứ 23 rồi đúng không anh em? Round 23 thì anh em cứ cộng 3 round vào. Đấy, đến round thứ 27, đến round 27 nữa mới có con cáo nữa cơ anh em ạ. Anh em cứ để ý ra nhá. Đấy, đó là cơ chế mới của game cho anh em mà chưa biết. 27 mới có cáo. Đến round 27 mới có thêm được một con cáo nữa, còn không bao giờ ra cáo luôn, nói cho nhanh. Mấy con 4 tiền nó cũng ít thôi, nhưng mà chắc chắn là cáo với cả Velom là từ bây giờ đến round 27 là sẽ không ra. Đến round 27 mới ra nhá anh em nhá. Đến round 27 mới ra, còn trước đấy là sẽ 3 round là sẽ không còn cái con đấy nữa đâu, vì chúng ta bỏ qua mất rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta bỏ qua chúng ta sẽ có được những cái con khác. Chúng ta sẽ focus trực tiếp vào những cái con chúng ta chưa có và chúng ta ra chúng ta mua thì chúng ta sẽ được focus vào những cái con đó. Nó sẽ rất chuẩn. Chuẩn bài luôn. Đấy, còn nhưng mà nó chỉ tính nhá, vào đầu round thôi nhá anh em nhá. Còn anh em roll ấy thì nó không tính đâu nhá anh em nhá. Roll thì nó tính kiểu cơ chế khác, đó là hai lần roll liên tiếp anh em nhá. Tức là nếu mà cái lần roll đầu tiên ấy anh em bỏ qua cái con đấy thì cái lần roll tiếp theo ấy nó sẽ không có con đấy nữa, anh em hiểu không? Đấy, nó tính là cái cơ chế đấy. Còn đây là nó là cái cơ chế về kho tướng đầu round thôi. Đầu round trong mỗi cái round của trận đấu ấy thì nó sẽ xuất hiện kho tướng mới, thì đây là reset round thôi nhá anh em nhá. Còn cái reset bằng cái việc là anh em xoay ấy, anh em xoay trong kho tướng ấy thì nó sẽ là tính là hai lần xoay nhá anh em nhá. Hai lần xoay anh em bỏ qua thì nó sẽ không có, nhưng anh em xoay hai lần thì nó sẽ có. Đấy, bây giờ anh em cứ để ý xem, nó sẽ không bao giờ có Velom cho đến round thứ 27. Velom và cáo. Đấy. Anh em thấy không? Cơ chế lắm rõ. Và khi mà lắm được cơ chế rồi thì đừng hỏi tại sao mà nó lại đéo ra nhá anh em nhá. Đấy, tôi đã chia sẻ cho anh em cơ chế rồi đấy. Nên là cái cơ chế này là nó cực kỳ quan trọng cho các anh em. Mà đến bây giờ thì clip này tôi mới chia sẻ, mặc dù là tôi đã biết từ đầu rồi anh em ạ. Nó có ở trong trên lock, nhưng mà có thể anh em không quan tâm, anh em không để ý. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi biết ngay từ lúc update là tôi biết rồi. Cái cơ chế này sẽ khiến cho cái kho tướng của anh em, nếu mà biết chơi ấy, biết cách lấy bài ấy, biết cách mà chọn tướng và biết cách mua ấy, thì nó sẽ rất dễ ra. Đấy, nhưng mà nếu mà sai ấy, mà coi như là kiểu dạng như là ôm nhiều mà lại không biết chơi gì thì là sụp hố là chắc luôn. Sụp hố là chắc luôn. Cái cơ chế này nó rất là phù hợp cho mấy ông eco. Mấy ông eco là con gì cần là mới mua thôi. Đấy, và mua thì nó sẽ ra. Đấy, nó rất là phù hợp với mấy ông eco. Còn mấy ông mà phải đánh chuỗi thì giữ cái chuỗi nó phải nói là rất khó. Đấy, mà ông nào giữ chuỗi được thì rất đỉnh cao ấy. Ví dụ ông nào mà giữ được, cứ giữ được chuỗi cộng 10 vào đầu game thì đánh là cũng là xác định là cũng là đánh hai. Thấy không? Đây là đến round thứ 26 chưa ra Velom, chưa ra con cáo. Nhưng mà đến round thứ 27 thì là nó sẽ có cơ hội là nó ra nhá anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, anh em lại không tin thì chứng thực luôn này. Đây là round 26 đúng không? Đến round thứ 20, đến round thứ 30 thì nó mới ra con gấu. Đấy. Tôi không mua gấu nhá. Không mua gấu không ra đâu anh em ạ. Bây giờ ấy, mà muốn ra là chỉ có roll thôi, roll hai lần liên tiếp thì nó mới ra. Còn lại thì là nếu mà để nó tự ra đầu mỗi round thì không ra nữa đâu. Rồi. Trận này thôi là bây giờ là cũng là rõ ràng là cái bài gót đỏ rồi, nên là chúng ta ui cầu điện tơ này, tầm này thì chưa đánh được thằng này. Thằng này bây giờ nó khỏe. Bây giờ thì nó vẫn ăn được tôi, nhưng mà tí nữa thì chưa biết được thằng nào ăn hàng nào đâu. Gờ đi tơ ốc 2. Mới ốc mới lên 2 thôi. Ôi kìa, vớ vẩn rau này vẫn ăn được này. Ôi giời, có ăn được không? Không. Tung trưởng được một lần nữa. Ui giời ơi, tung được một lần trưởng nữa rồi. Tuy nhiên là nó chơi cả con ốc lẫn con đấy á. Ui thế thì cũng căng nhờ. Khỏe thế. Căng đấy. Đấy anh em thấy không, nó không ra con cáo, nó không ra con Velom nữa đâu. Đấy, còn bây giờ lại đến round từ round 26 đúng không? Anh em cứ tính đến round thứ 20 30 đi là nó sẽ ra được nhá. Nó sẽ ra được con gấu. Tôi không mua ở round thứ 26. Còn ở đây thì tôi vừa mới mua cái con Storm Shaman nhá. Vừa mua Storm Shaman có nghĩa là những cái round sau sẽ tiếp theo sẽ có thể mua được con Storm Shaman tiếp. Đấy, chúng ta mua gì thì nó sẽ có cơ hội ra thôi. Đấy, anh em cứ để ý nhá, trận này tôi nói để anh em chú ý, để anh em nhìn vào trong cái trận đấu này anh em thấy là tôi không phải bốc phét. Đấy, tôi nói thật luôn, chia sẻ mà anh em biết được cái thông tin này anh em lợi thế lắm nhá.
ông nào không biết được thì ông ấy sẽ có rất nhiều những cái mà kém lợi thế anh em. Bởi vì nhiều ông là mua nhưng không biết mua ấy. Đúng không? Đây là cách mà thông tin để anh em dùng tiền hợp lý. Ui chết mẹ, 12 máu ạ. À. À ui đau thế. Đấy bây giờ cây ra này anh em này. Nhưng mà bây giờ nó ra con này có con Omen nó ra rồi anh em ạ. Hay quá. Rồi mua Omen thôi. Hay quá nhờ. Đây nhá, xác định Omen chúng ta đã mua ở round 28. Omen mua ở round 28 thì có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta từ bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội là mua được con Omen sớm. Con 5 tiền đấy. Tôi đã không bỏ qua con 5 tiền này. Để những cái round sau ấy sẽ xuất hiện những con 5 tiền nó cùng loại như này anh em ạ. Nó sẽ cùng với con này. Rất là hay. Round sau ví dụ ra thêm mấy con 5 tiền nữa tôi bỏ qua thì nó càng có cơ hội để ra con này trong những cái round tiếp theo. Bởi vì tôi ví dụ nhá anh em nhá. Chúng ta ra round sau chúng ta ra Lancer này. Chúng ta ra dòng 5 tiền chúng ta đéo mua thì coi như trong kho của chúng ta 3 round tiếp theo là sẽ không có cái con đấy rồi. Đấy, trong kho tướng là nó sẽ không có những cái con đấy rồi. Tuyệt vời luôn. Gladiator gặp lại bạn ơi. Liệu có ăn được round này không? Ui ôi, bị Gladiator nó đẩy nhiều thế kia. Mẹ. Thôi, xin đấy. À không, được. Cũng đỡ, không nhiều lắm. Đốt, hay lắm. Câu được thời gian, được. Ui nó lại đẻ thêm kìa, cây đẻ thêm. Được đấy nhở. Omen này có thể giúp tôi giữ máu. 29 máu. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi bảo rồi. Khi anh em mua con Omen này là round tiếp theo nó lại có cơ hội, anh hiểu không? Đấy, nó như thế. Còn nếu anh em ôm ấy, anh em đã biết chơi gì ấy, thì nó lại là cái câu chuyện nó lại hơi bị khác luôn. Đấy. Bây giờ Velo mới ra. À, em tin tôi chưa? Còn bây giờ đến round 30 là nó không ra con cấu chính xác luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Xem clip của tôi toàn lộ bí kíp cho anh em thôi. Anh em thấy chưa? Ui giời. Quá được luôn. Anh em có cái thông tin này thì anh em rất là biết cách để có thể mua bán cho nó hợp lý, giữ tiền như thế nào nó hợp lý. Quá chuẩn. Đấy, bây giờ anh em lại cứ yên tâm luôn là cứ như cái con 5 tiền nào không chơi thì bỏ qua luôn. Con ví dụ tôi chỉ chơi con máy bay ở trong bài này là ổn rồi. Ra máy bay là mua. Đấy, Omen là mua tiếp. Omen là mua. Cơ chế này nó còn tính luôn là tôi không biết là có tính quả trứng không, nhưng mà tôi nghĩ là có đấy. Nên là anh em nếu mà ra trứng thì tốt nhất là anh em lên mùa, chứ anh em bỏ qua trứng là sẽ còn rất lâu rồi sẽ ra quả trứng. Như anh em nhá. Đấy, tôi vừa nói trứng thì nó ra. Đó. Trứng à. Nếu chắc chắn là phải mua. Nhưng mà bây giờ thiếu slot thì sao? Trứng. Trứng này phải mua, bắt buộc phải mua, nếu không ra sau không có trứng đâu. Thôi được, tôi sẽ mua quả trứng này, tôi đập Omen luôn. Ui giời. 5 tiền đập có phí gì đâu. Đúng không? Coi như là chúng ta ra một con Omen nữa đi. Ok. Không phải tiếc, Omen 2 sao gánh lắm. Mà chúng ta mua trứng là chúng ta sẽ có cơ hội ra trứng đấy anh em. Ra thêm quả trứng đấy, yên tâm nhá. Cứ chọn đi. Rồi đến ra 30 rồi. Cho cái món đồ gì nó ngon nghẻ một chút đi. Cho xin cái món đồ gì mà nó ngon ngon tí nhá. Toàn đồ đánh tay thì bỏ mẹ. Trận này không có ca lông đâu. Rồi ok. Ê ấy. Trượng này không ngon lắm anh em ạ. Trượng thần bí à? Trượng thần bí không ngon lắm. Lên 10 kẹp 2 Warlock vào. Đồ hơi khèo. Nhưng mà thôi nên đành phải lấy thôi chứ biết làm nào. Kể ra cái giáp băng ngon hơn. Cái giáp băng tí nữa tung trưởng sớm. Mà thôi được. Cái trượng thần bí này thì cũng được. Ghép cái xung kích 2 thì bắn theo phần trăm máu. Gây đam theo phần trăm máu thì nói chung là kết liễu đối thủ cũng kinh. Còn một con thì cũng kết liễu cũng nhanh. Ok, chúng ta cũng không còn cái sự lựa chọn khác. Rồi, úi dồi ôi. Chơi Human 72 này. Human 72 xuống hố bạn ơi. Đam to thì to đấy, nhưng mà nó không phù hợp với đội hình. Ồ. Có con 72 nhưng mà cũng phải ra đi rồi.
Queen of Pain à? Queen of Pain chơi không nhở? Đấy, bây giờ mà bỏ qua Queen này là chắc chắn là nó không ra đâu. Đấy, thôi mua thôi, mua thôi. Bỏ qua là phải 3 round nữa là mới ra cơ. Đấy là thôi, cứ con nào mà hợp với bộ gót thì chơi thôi, 5 tiền thì cho vào thôi anh em. Đấy, Queen of Pain cũng được, cũng chơi được. Không phải là không chơi được đâu. Nhưng mà trận này hơi khó nhá. Sắp đi rồi. Gladiator có vẻ khá mạnh. Con Queen này nó không có cái tác dụng khống chế bọn Gladiator anh em ạ. Chúng ta chơi Gladiator mà chúng ta đấm bọn Gladiator thì tốt nhất là chúng ta theo kiểu dạng như là dồn đam cho nó nhanh, nhưng bọn nó chết nhanh thôi. Chứ còn nếu mà chơi kiểu khống chế thì nó đâu có khống chế được đâu. Chết mẹ gặp nó rồi này. Nổi không? Ăn nổi không? Ui, trộm 20 máu có đi luôn không nhở? Eo ơi tôi xin đấy. Ui, căng thẳng quá bạn ơi. Mẹ toàn 3 sao kia. Ui, Thôi đừng đẻ nữa. Mấy con đẻ nó vẫn còn sống kia. Ui rồi, 18 máu. Máy bay này. Còn có 8 máu thôi. Trông sợ thế nhờ. Cắn máu vội anh em ạ. Ok, máy bay dồn đam cho nó mạnh. Bây giờ là phải dồn đồ cho máy bay rồi anh em ạ. Máy bay đâu à? Đây à? Con máy bay 1 này nó còn hơn con sắt đao đi vô 2 sao ấy. Sao đi vô 2 sao ở trong cái bộ gót này nó không mạnh đâu. Nó không tìm lắm đâu. Ok. Liệu rằng có thể ăn được không? Thằng này chơi Wick. Ui. Cái gì đấy? Wick gì đấy? Wick gì kinh đấy? Wick Demon anh em ạ. Cũng có 7. Được, vẫn ăn được. Giờ sợ là Gladiator thôi. Gladiator máy bay 2 thì ăn được. Máy bay 2 dồn đam thật mạnh. Dồn đam thật mạnh. Kẹp cọc à? Saman kẹp cọc à? Phải mua không là bán con gì đi nhở? Đây con này. Ok. À thôi, như này đi. 4 gót luôn. Rồi, cho cái ngọc giảm hồi chiêu cho máy bay luôn, cho nó tung trưởng cho nó nhanh anh em ạ. Đã 4 gót rồi lại còn ngọc giảm hồi chiêu nữa để cho nó tung trưởng liên tục. Máy bay tung trưởng liên tục. Còn máy bay này nhất định là phải mua. Bán cái này đi. Mua máy bay anh em ạ. Cái lý do ấy là tại làm sao mà phải mua máy bay. Tôi không muốn là đến round sau rồi lóc lại round sau mới mua. Bởi vì là bây giờ mua luôn ấy, round sau nó sẽ có cái cơ hội ra máy bay. Còn nếu mà không mua là sẽ không có ra đâu. Ui mẹ ơi, trận này còn có cả 9 Wario ạ. Secret Lancer 2 sao khó rồi. Ui ôi, còn có 2 máu. Trận này chết rồi, trận này mất top rồi anh em ạ. Khó thế. Sẽ ra những cái con máy bay trong round tiếp theo thôi. Queen of Pain lên 2. Bây giờ ra con Queen có mua không này này. Bây giờ nếu mà ra con Queen mua, chơi con Queen thì chưa chắc là ăn được nó. Về căn bản là chưa chắc là ăn được mà lại không có cơ hội ra con máy bay. Đấy, nó lại như thế cơ. Nên chúng ta biết thêm cái cơ chế nó cũng có lợi có hại. Có lợi là gì? Có lợi là chúng ta hiểu được về cơ chế game. Chúng ta biết được cách mua. Nhưng có hại là gì? Có hại là chúng ta biết nhiều quá, tổ hỏa nhập ma. Đéo biết mua gì luôn. Rồi tôi bây giờ tôi lại cảm thấy là bây giờ tôi cũng chưa biết là có nên mua. Nếu mà ra là Queen of Pain 2 có nên mua không. Để nếu mà không mua thì sẽ tăng cơ hội ra máy bay ở round sau. Và nếu mua thì chết thật. Đây rồi, lấy cái gậy hack anh em ạ. Gậy hack, lấy gậy hack. Ra dòng làm tiền không mua. Gôn, đấy rồi, khan được rồi. Nhưng mà đây bán cái này đi. Ok. Run phát nữa. Ok. Giá trứng rồi, hay quá. Máy bay 2 rồi anh em ơi. Chứ còn chần chừ gì nữa.
đập luôn, hay quá. Con này up lên luôn. Rồi, ổn rồi. Lấy cái hack vào. Từ từ đã. Xem có món đồ gì. Ok, lại ổn anh em ạ. Wick của chúng tôi. Thằng Wick này đi rồi, thằng Wick này yếu. Thằng Wick này đuổi anh em ạ. 4 Wick, 4 Wick kết hợp với Demon. Đuổi. Có đam đấy, nhưng mà cũng chỉ mỏng như tờ giấy thôi anh em ơi. Được chưa? Nói chung là cũng vẫn là Greater late game solo anh em ạ. Đúng là meta chó đẻ. Meta chó đẻ. Đùa. Thật sự là như thế luôn. Cáu thật đấy. Cắn sách lên à. Meta này đúng meta chó đẻ anh em ạ. Toàn Greater thôi. Rồi. Được thôi, ổn rồi đấy. 9 gua thì khả năng cao là tôi gặp nó thì là tôi toàn 9 gua thì hy vọng là 9 gua gặp thằng Greater cho Greater đấm ấy. Rồi, ui gặp Greater này, ăn được không? Ăn được Greater không? Bây giờ nó khác rồi bạn ơi, con máy bay của tôi lên được 2. ăn hộ cái bạn ơi, đấm đi, đấm muỗi luôn. Ui rồi ơi, ruồi muỗi đấm thôi. Không ăn thua, anh em thấy chưa? Ui tôi đẩy cả hai thằng luôn kìa. Rồi ôi. Cười người mạnh quá. Anh em thấy không? Gót đỏ đẩy một phát. Ui đẩy 17 máu luôn. Anh em thấy đẩy kinh khủng chưa? Cái bộ này đúng là cái bộ coi như là mọi meta luôn, meta nào cũng chơi được. Rồi rồi, ok, lên khan lên 2 thôi nhỉ, là ổn nhỉ. Bây giờ cho kiếm một khan 2 thôi. Đấy quả huyết trượng đây nào. Đúng không? Huyết trượng đây. Làm tí huyết trượng đây nào. Cầm đánh không dùng được nhá. Cầm đánh không dùng được. Ghép cầm đánh nó hơi phí. Ok. Đấy, bắn trưởng này, máy bay tung trưởng này. Ui giời. Ui giời, tung trưởng kìa. Ui giời, con máy bay tung một phát trưởng. Con ốc bay màu luôn, anh em thấy không? Dã man. Thôi thắng rồi. Ôi giời, tưởng Greater như nào. Greater thì cũng chỉ là Greater thôi. God mới là God nhá. God là mới là cái bộ God. Greater nó cũng chỉ là Greater thôi. Ok anh em. Thế là anh em đã biết được hôm nay, biết được bộ counter và Greater đấy. Anh em bây giờ anh em vào, anh em không cần phải chửi nó làm gì nhá anh em nhá. Không cần phải coi như là mang cái sự ức chế vào người làm gì. Anh em cứ chơi God cho tôi, God đỏ đấm Greater anh em nhá. God đỏ đấm cho Greater bay màu luôn. Có làm được cái gì đâu. Tung trưởng cái là ốc bay màu mà. Anh em thấy không? Counter Greater nhá. Ốc 3 à, ốc 2 nhưng mà trận này là nó chơi là nó dồn đồ cho con Flame. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like nhá anh em nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái clip tiếp theo. Bye bye.